liên quan đến vụ người đàn ông chở thi thể một phụ nữ đến công an đầu thú. Ngày 20 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã chuyển nguồn tin về tội phạm kèm tài liệu vật chứng cùng nghi phạm Đỗ Tấn Lộc, sinh năm 1990, ngụ quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, cho Công an tỉnh Trà Vinh điều tra giải quyết theo thẩm quyền. Trước đó, sáng 19 tháng 9, Lộc lái xe ô tô chở thi thể một phụ nữ đến công an phường Tân Thuận Tây, quận 7 đầu thú và khai đã sát hại chị này. Theo quá trình điều tra, công an đã thu giữ dao cùng hơn 850 triệu đồng, nhiều vòng nhẫn lắc dây chuyền bằng vàng. Qua trích xuất camera, công an xác định Lộc gây án ở trước trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành ở khóm 3 thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Theo vụ việc, Lộc đã có vợ và hai con sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Lộc lại có quan hệ tình cảm với chị TTQ sinh năm 1992, ngụ tỉnh Trà Vinh, con của một chủ tiệm vàng. Nhưng sau khi chị Quy biết Lộc vẫn chưa làm thủ tục ly hôn với vợ nên dẫn tới cự cãi sâu sát trên xe. Sau một hồi giằng co, Lộc lấy con dao đâm vào cổ chị Quy gây thương tích và nằm bất động. Ngày 19 tháng 9, Lộc chở thi thể chị Quy về nhà anh trai ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và sau đó người thân đã vận động nên Lộc tới công an phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đầu thú.